bơm bánh răng áp lực cao GH1-10, GH1-15cc dùng để bơm sơn PU cho ngành sản xuất tôn xốp. Bơm bánh răng có mã là GH1-10cc, có lưu lượng là 10cc trên một vòng quay. Máy có sử dụng động cơ giảm tốc. Chúng ta có thể lắp động cơ giảm tốc với tốc độ từ 290 cho đến 500 vòng một phút. Áp lực của bơm lên đến 143, tương ứng với 1400m đẩy cao. Ở đây là mã to hơn, với mã là GH1-15cc với lưu lượng là 15cc trên một vòng quay. Và máy lắp với gắn với động cơ giảm tốc. Đặc điểm của dòng bơm bánh răng cao áp GH1 đó chính là cho dù máy bơm hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài, máy vẫn đạt áp ổn định. Ứng dụng của dòng bơm GH1 là dùng để bơm hóa chất trong ngành PU, sản xuất tôn xốp, tôn mát hoặc bơm dầu thủy lực. Ngoài ra, máy còn được sản xuất để sản xuất ghế xe hơi, yên xe máy hoặc mút xốp yên xe, sản xuất đế giày. Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0911 86 1605. Máy bơm công nghiệp Vimex trân trọng kính chào.